tả của con á sắp hết rồi đó. Ngồi coi xíu là con chị xong con đi mua đi nha. Ủa cái thùng rác đâu rồi anh? Sáng giờ anh thùng rác đây không? Biết sáng giờ anh có để ý đâu, mất rồi hả? Lấy bán về chai mất tiêu rồi chứ gì. Thiệt chứ, có cái thùng rác mà cũng lụm được nữa, kỳ cục vậy trời. Đi đâu vậy? Đợi xíu. Làm gì em? Thì cắm cái bả này nè, cho người ta đi ngang, ta thấy người ta trả lại. Được không đi trời? Hên xui. Lỡ nó đi ngang, nó thấy thương, nó trả lại làm sao? Làm bá chuyện vùi bu. Rồi, tới nữa rồi. Cái gì nữa vậy? Ừ, hay gì rồi. Để hoài không được nè. Em đẩy giùm cái ơi. Thiệt chứ. Hư. Rồi chưa? Đẩy. Đẩy mạnh lên của em. Đẩy mạnh rồi nè. Trời ơi, nhanh lên của em. Trời ơi, ông nội ông đẩy tuột quần đi đâu mà đẩy nhanh nữa. Thôi em đi sửa đi ông nội ơi, mệt thấy mẹ hả? Trời, bà đã nhẹ hiệu rồi sao mà nó chạy nổi. Thiệt chứ. Rồi sao nãy giờ không đạp? Quên. Em giọng cho anh tới giờ mà. Sáng sớm đạp gì đâu không mà. Đi lẹ đi rồi về. Đi, nó trả thùng rác rồi nè. Sao em biết? Ai biết đâu à, nó đại đó. Mày muốn ghê không? Ủa? Có không? Mất tiêu cái bảng luôn rồi. Hay không à, tự nhiên đi cắm cái bảng bằng sắt. Nói làm chuyện vù bu không chịu. Khốn nạn thiệt chứ. Rồi làm gì vậy? Đốt phong long chứ gì. Đi vô bà. Tôi biết cái thằng nào mà cái thằng gác chứ. Tôi thằng tới cố.